hội chứng bán tắc ruột cấp nha. Hội chứng tắc ruột đó ta phân làm hai loại nha, theo diễn tiến là gì, là cấp tính và mãn tính. Cũng có trường hợp bán cấp nữa, ta thôi bỏ qua đó đi nha. Về diễn tiến là gì, là cấp tính và mãn tính nha. Cũng để bán cấp đấy, bạn có thể xếp vào nhóm nào cũng được hết, có thể xếp vào cái nhóm là cấp tính nếu như đó là nguyên nhân là do dính, có thể xếp vào cái nhóm mãn tính nếu như nguyên nhân đó là do u, là u viêm, u tân sinh gì đấy tùy nha. Thứ hai nữa, về mặt vị trí thì ta xếp vào hai loại là gì, tắc ở ruột non và tắc ruột già. Trong cái phần tắc ruột non đó có một cái thể đặc biệt đó là tắc ruột cao, tắc ruột cao nha. Bệnh nhân này là tắc và tắc ruột cao đây, chút nữa thì thầy sẽ phân tích cho em xem nha. Rồi gì nữa, rồi cơ chế sinh lý bệnh đó, nha, thì lại phân làm hai loại là tắc đơn thuần và tắc nhạt. Chúng nhân vậy là trước một bệnh nhân có bệnh chứng tắc ruột đấy, chúng ta khi trình bày nha thì chúng ta phải làm sao phân được ba cái ý đấy, bệnh nhân này tắc cấp tính hay ngon hay ruột già, hay là tắc ruột cao. Nha, thứ ba nữa là đơn thuần hay là tắc nhạt ruột. Thằng đấy ba cái yếu tố đấy rất là quan trọng nha. Bệnh nhân này bệnh nhân nào 44 tuổi, cái đây có tiền căn là lao phổi, nó được điều trị rồi, điều trị đúng phác đồ, đúng thời gian nha, và đã kiểm tra là hết cái bệnh lao rồi. Sau đó thì cách đây 2 năm được mổ ở mổ tắc ruột, trong một năm mổ tắc ruột, mà thấy trong cái tờ thường được phẫu thuật mỗi lần mổ trước cái thầy thấy là đi lỡ dính, biết dính cho cái gì, nó có liên quan đến cái bệnh lao của bệnh nhân hay không, đặt dấu hỏi đấy nha. Và cách đây hơn một tháng thì bệnh nhân cũng nhập viện bệnh viện này nha, và theo dõi một cái bán tắc ruột dính được nội khoa, sau đó xuất viện. Bây giờ bệnh nhân quay trở lại đây nha, thì khám lâm sàng thì thấy bệnh nhân toàn trạng gầy nha, toàn trạng thì trung bình chứ không phải gầy, toàn trạng trung bình, thể trạng thì gầy. Bệnh nhân đau, có vẻ đau nhiều đấy, biểu hiện bằng cái gì, không cần hỏi bệnh nhân cũng nhìn cái mặt bệnh nhân, cái nhăn nhó không, thấy mấy cái nếp nhăn nó hằn lại thấy không, chứng tỏ là bệnh nhân đau nhiều hơn bình thường, đau đấy. Mỗi lần lên cơn như thế nó đau liên tục, hay nó đau từng cơn liên tục, có lúc nào nó cuộn lên một cái không, có không? Không, không đau liên tục, còn cái thời cuộn đó là cái thời mà nó chưa mổ quá. Quên nữa, bệnh nhân này nhập viện bị đau bụng tới lại, đau vùng cái bụng ngang rốn bên trái. Tuy nhiên bệnh nhân khai ở trung tiện được bình thường, nó không những bình thường mà còn nhiều, mấy lần tôi quay mấy lần, từ lúc đau về trung tiện nhiều không? Mấy trước lần này thì hai lần. Cái cầu hay còn đi xì hơi thì sao? Xì hơi nhiều lần. Xì hơi là cứ mỗi lần mà nó đau nó gào lên phải không? Ừ. Nó gào lên nó vô lên một cục vậy. Vô lên một cục ở đây. Mỗi lần đau nó gồ lên cục ở vùng cái bụng ngang rốn. Thở nó đào dưới luôn. Nghe là không những không có ví trung tiện mà còn trung tiện nhiều. Và ngay sau cơn đau cơn nôi gò. Bệnh nhân đi cầu thì khai cái lúc phân lỏng, cái lúc phân bình thường. Nha. Thì khá lâm sàng thấy bệnh nhân này tỉnh, còn trạng thì trung bình. Da niêm toàn thể trạng thì gầy, da niêm thì hồng không? Không, nhưng mà cái móng tay có vẻ có sọc nè, thấy chưa, sọc không, đừng không cần phải dựa gần quá em đi rồi chúng ta có sọc không, chúng ta hơi dù trống chút xíu không, có không ta, có không, cái này là làm nhớt á, có sọc nha, dù trống nha. Cái bụng thì bệnh nhân chướng, chướng này chướng trung bình đấy nha, anh nằm ngửa chút xíu được không, nằm nghiêng bên thì đỡ đau, à nằm nghiêng bên đỡ đau hay sao? Đúng không? Thấy chướng, hơi chướng nhẹ nhẹ, hơi chướng. Đúng rồi, với bệnh nhân cái thành bụng bệnh nhân mỏng thế này, cái lớp da thành bụng, lớp mỡ dưới da rất là mỏng, bệnh nhân chỉ có da thôi. Thì với cái thành bụng bụng thế này thì phải đánh giá là chướng cũng trung bình, chứ không có ít đâu. Nghe có những trường hợp bệnh nhân cái bụng vuông lên như thế này nhưng mà thật ra không có chướng, thì mỡ nó dày quá, đó đánh giá. Nha, thì ấn thì có bụng đau, anh đau chỗ nào? Đấy, bệnh nhân cứ chỉ điểm một cái chỗ đau duy nhất. Đau này ta gọi là đau này ta gọi là đau, những người quay phim nó quan trọng lắm,
nha, không phải lúc nào cũng thầy nói cái gì, cái ý tưởng gì nha, là chốt ngay cái ý tưởng đấy. Cái ống kính nó phải chọn cái ý tưởng chứ không phải là cố định đâu, cho nên quay phim cũng là nghệ thuật đấy. Anh chỉ là chỗ đo cho tôi xem, đo chỉ điểm, thấy chưa, đúng chỉ, nhưng chỉ chính xác một cái chỗ đo duy nhất, chỗ đo nhiều nhất chứ không phải duy nhất, đo nhiều nhất chỉ mà chỉ chính xác cái đo này ta gọi là đo chỉ điểm nha. Rồi cái bụng bên dưới thì bệnh nhân cũng hơi chiếu nhẹ nhẹ bụng dưới nè. Cái bụng này là vật giải phẫu, là nó hình chiếu là cái hình là vị trí đối chiếu của cái bụng này là vị trí đối chiếu của hồi tràng nha, còn cái vị trí này là vị trí đối chiếu của hổng tràng nha. Khi mà thấy cái bụng dưới nó gồ lên thế này, nội tràng nó dưới, tôi nói hiểu không, mà cái vùng thương vị nó gồ lên thì có thể là dạ dày, có thể là đại tràng ngang ha, cái vùng hạ vị trước cũng có thể là đại tràng sigma nha. Thì nãy rồi nghe ông ruột rồi, nghe như cơm sôi kêu suốt luôn, chính bệnh nhân cũng có cảm nhận được cái đấy, chứng tỏ trường hợp này là gì, là một trường hợp bán tắc ruột mãn đợt cấp trên cái nền mãn, cấp trên cái nền mãn nha. Thì bán tắc ruột cấp khác với bán tắc ruột mãn chỗ nào, nó giống nhau ở chỗ là gì, cái lòng ruột nó vẫn thông một phần, hiểu không, lòng ruột vẫn thông một phần chứ không phải đứt hoàn toàn nha. Và cái đầu ruột phía trên nó tăng cường có bố và nó tống qua được cái chỗ hẹp đấy nha. Và nếu là bán tắc ruột mà còn bù, bán tắc ruột mà còn bù thì thường là không có ứ động ở trên, hiểu không, nó tống qua được hết, ứ động đến một cái mức cái ngưỡng nào đấy nó bóp cái là qua hết luôn, cho nên tổng cái thời gian, tính là tổng thời gian là không có ứ động. Còn nếu bán tắc mà mất tù nha thì nó sẽ có ứ động ở trên nha. Và nó còn thứ hai nữa là gì, bán tắc nó khác đấy. Bán tắc mạng khác với bán tắc cấp ở chỗ nào, bán tắc mạng là khác ở chỗ là gì, thành ruột nó đã dày lên, co bóp thời gian lâu quá thành ruột nó dày lên, nó co bóp mạnh. Còn cấp tính thì không có cái thành ruột nó không có dày nha. Cho nên thấy bệnh nhân bán tắc ruột mà thấy nổi gò đồ như thế, gò lộ rõ lên thành bụng là nó là mãn tính nha. Thì trường hợp này có đo chỉ điểm cùng cạnh rốn bên trái nè nha, có một cái thông ruột nghe tăng nghe rõ lắm nha. Trên bệnh nhân có cái hội chứng tắc ruột thì cái dấu hiệu âm ruột tăng này chúng nó khẳng định cái chẩn đoán của mình nha. Thì trường hợp này thầy kết luận là bệnh nhân này có một cái bán tắc ruột nha. Do nguyên nhân gì thì chúng ta đặt câu hỏi ra làm sao, có thể là do dính, có thể là do liên quan đến cái lần cái lao của bệnh nhân đấy nha, dính vào mổ hay dính vào lao cũng chưa loại trừ, dính vào u sơ của lao, cái tổn thương lao của ruột đấy, nó có thể nó làm kích chích hẹp cái thành ruột. Tôi nói bạn hiểu không, lao trong bụng nó có bao nhiêu thể, lao trong bụng có bao nhiêu thể hả, lao ruột nè, lao thận nè, lao phúc mạc, thể nào nó làm gây ra tắc ruột hả, lao có thành ruột, chỉ như ba cái thể đấy nó có mối liên quan với nhau chứ không có riêng biệt. Nên cái tổn thương lao thành ruột nó sẽ làm tắc ruột hả. Nếu mà chúng ta điều trị lao dứt thì cái tổn thương đấy nó có thể nó ngưng trở lại, nó chuyển thành cái mô sơ nha. Và nếu cái mô sơ đấy nó làm cái thành ruột nó bị cố định vô đấy, nếu mà nó hẹp nhiều quá thì bệnh nhân sẽ lâm vào tình trạng là bắt tóc mạch mãn tính do viêm sơ cái chỗ đấy, do tổn thương lao cũ, mặc dù cái lao nó được điều trị dứt điểm rồi. Nói bạn hiểu không, cái tổn thương tắc ruột cho lao đấy nếu được điều trị nội khoa dứt điểm thì nó có thể nó không nó lại bình thường, cũng có thể nó vẫn tiếp tục là hẹp mà do nó thành cái mô sơ. Nha, vậy trường hợp này thầy chẩn đoán là cái bán tắc ruột non nha. Nha. Do viêm sơ hoặc là do dính viêm sơ sau cái lao đấy, sau cái điều trị lao đấy. Sau cái bị tổn thương lao, sau cái nhiễm lao được điều trị hoặc là do dính. Nha, tuy nhiên bệnh nhân này có cái vùng đau chỉ điểm. Nha, cho nên thầy nghĩ là gì, là có chừng cái chỗ đấy nó có một cái qua ruột đấy nó bị kẹt. Kẹt không hoàn toàn, bị thắt nghẹt không hoàn toàn. Thắt nghẹt không hoàn toàn thì sao, là bệnh nhân không có nguy cơ là hoại tử cái đoạn ruột bị thắt nghẹt đấy, nhưng mà bệnh nhân vẫn đau nhiều, đau liên tục, hiểu vấn đề chưa, hiểu không. Nếu mà thắt ruột đơn thuần thì bệnh nhân không có đau tua tua cái này, bệnh nhân sẽ đau đều hết
nhà đau chỉ điểm một chỗ này chứng tỏ là trong đó có cái gì đấy, có dây thắt, khô u. Nha, mà khi ta khám chỗ này ta sờ nó căng 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 chứ không phải là chắc chắc như khô u. Ta nằm ngửa ra chút xíu, nằm ngửa ra. Rồi. Đụng vô nó đã đau rồi, căng căng. Có một khu bao đột ở đấy, chỗ này nó bị chẹn rồi. Nha, thì chẳng đó thì rõ quá rồi. Bây giờ hướng điều trị như thế nào? Bán tắc ruột thì điều trị là bảo tồn, trước mắt điều trị bảo tồn, nhưng mà thắt nghẹt nha, thì phải cân nhắc đến khả năng phải phẫu thuật. Cái trường hợp này thắt nghẹt này là thắt nghẹt là tạm thời thôi, nghĩa là thắt nghẹt một phần thôi chứ không phải hoàn toàn. Nghĩa là thắt nghẹt này mà mình bán mua nó vẫn còn bảo đảm nha, thì chúng ta sẽ tính đến cái chuyện là có thể điều trị bảo tồn. Nhưng mà nếu thắt nghẹt này mà mình mất bán mua nó bị cũng bị chẹn luôn, thành ruột cũng thiếu máu luôn, thì chúng ta phải mổ khẩn. Thì làm sao biết là cái qua ruột bị chẹn này là nó vẫn còn thờ bình thường hay là nó đã bị thiếu máu? Làm sao biết? Lâm sàng thì nếu nó bị thiếu máu mà diễn tiến nó giai đoạn hoại tử rồi, bụng sẽ có phản ứng. Trường hợp này tôi chưa thấy, đồng ý không? Điều quan trọng là gì? Là xem công thức bạch cầu, xem chỉ số CRP, cái bạch cầu tăng cao. Ví dụ bệnh nhân này tắc ruột thì thường bạch cầu 10-11 ngàn. Trường hợp này nếu bạch cầu 19-20 ngàn, coi chịu nay mổ luôn. Nên nhớ không? Hiểu không? Rồi qua trường hợp này hiểu cái gì? Phân biệt được cái gì? Là tắc ruột và bán tắc ruột hoàn toàn bán tắc. Nên nhớ một điều là gì? Trong trường hợp bán tắc ruột không những là bệnh nhân không quý mà còn ra nhiều hơn. Hiểu vấn đề chưa? Tại vì sao? Tại vì nó ứ trên một thời gian là đặt cái ngưỡng rồi nó bóp một cái xuống hết. Bao nhiêu cái lượng tồn động hết trơn nó xuống một lần như thế thì bệnh nhân sẽ bị tiêu chảy, bệnh nhân sẽ bị xì hơi nhiều lần. Bệnh nhân sẽ xì hơi nhiều lần. Nhưng mà tôi nói bạn hiểu không? Ví dụ bình thường thì cái dịch hồi tràn nó xuống cái đại tràng đấy, là ví dụ thầy không nhớ chính xác, không có thông số chính xác. Như bình thường là dịch hồi tràn nó xuống đại tràng là một phút thì khoảng 10 ml đấy. Xuống được đều như thế thì đại tràng nó có thời gian nó phun. Trong trường hợp bán tắc ruột thì sao? Là nó thì bán tắc trong thời gian 1 phút 10 ml, bán tắc trong thời gian là 1 tiếng đồng hồ thì cái sự ứ động ở trên là bao nhiêu? 600 ml. Đạt tới cái ngưỡng 600 ml rồi nó bóp một cái xuống hết 600 ml. Thì trong vòng không tới 1 phút mà xuống đại tràng 600 ml, hiểu không? Thì nó sẽ tháo ra ngoài, không thể nào nó trong thời gian nó phun được. Cho nên vì thế bán tắc ruột ngon biểu hiện bằng tiêu chảy là lý do này. Tại vì sao nó xuống một số lượng lớn trong thời gian ngắn, cho nên là đại tràng không kịp hấp thu và kích thích đại tràng co bóp đẩy ra ngoài. Cho nên nhớ là gì, bán tắc ruột có thể bệnh nhân tiêu chảy, có thể bệnh nhân trung tiện rất nhiều lần, nhiều không chỉ có trung tiện, trung tiện nhiều nhân như bệnh nhân này. Bệnh nhân mô tả là sao, là chỉ cần đau gồ lên cái bệnh nhân giãn cái chân ra là hồi nó tuôn ra hơi rồi, hiểu không? Nó mỏi chút tắc ruột, bán tắc nó hơi khác chứ. Cái thứ hai nữa, tắc ruột cao nó có gì khác với tắc ruột ở đoạn cuối hồi tràng? Chỗ này là chỗ cao rồi nè, chúng ta cũng bỏ chỗ này nè, thấy chưa? Bụng không chứa nhiều. Thứ hai, bệnh nhân lại ngược lại, nhưng lại nôn ói nhiều hơn. Ha? Rồi, có gì khác nhau giữa tắc ruột đơn thuần và tóc gì mà thắt nghẹt? Tắc nghẹt ruột thì bệnh nhân sẽ đau nhiều hơn, đau khu rú hơn, đặc biệt là đau nếu mà điển hình nữa, đau có chi tiết là thắt nghẹt. Thực ra đừng có ăn gì hết, chiều nay nếu mà không bớt đau, nếu mà qua được thì khỏe, nếu chiều nay mà còn đau không chừng phải mổ đấy. Kìa, như em cũng muốn là mổ cho nó gỡ ra cho xong. Rồi vừa rồi em nghe nó mổ mừng. Sao đó qua được hả? Qua được không giờ tái là... qua gì mà sao tự nhiên bác sĩ lại xem. Nói vậy đó rồi nó cũng dẫn đau qua Mỹ vậy đó. Cái rồi... Nếu mà bán tắc ruột mà tái phát nhiều lần có chỉ định mổ nội soi. Trường hợp này chắc chắn không mổ nội soi được. Mà thấy vết mổ không? Rất là xấu. Cái mổ, thấy vết mổ về mổ dài thế này, là... xấu thế này, dự trù là trong bụng rất kín rất nhiều. Bụng dính nhiều quá, nó không thể nào mổ nội soi được hết. Xấu bác sĩ mà do lúc mai cậu, lúc mà kia thấy là mai vậy. Ừ, thì vậy hả? Hai cái mép chồng với nhau luôn hả? Mà bây giờ
hỏi bác sĩ cả nữa. Tại sao thấy trong ruột của mày cũng chỉ không tiêu? Tao có tiêu đấy chứ. Không, có một thời chỉ không tiêu. Một vậy là cái đây mấy năm trước chứ còn lúc này là mai chỉ tiêu hết. Cái đâu thì mấy năm rồi là cái đâu tự nhiên trong đó là mai chỉ tiêu hết. À. Nó để lòi ra một cái đầu cắn cắn là đời chỉ tiêu. Lòi ra thế nó biết lòi ra. Cái rồi còn để nói hết. À, thôi, 10 năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh này là không có bác sĩ nào đóng bụng mà chỉ không tiêu đó. Nhưng mình đặc biệt lần này có. Có chắc đó. Không? Nhìn khi anh nhìn không ra. Lần này mổ lấy ra mà biết làm sao mà. Làm sao anh biết là nó không tiêu hay chỉ tiêu, nó giống nhau đâu. Nó có nghĩa là nó đau quá, nó ăn lần ra da, nó ăn lòi ra luôn rồi. Mà nó tiêu đấy. Tiêu đâu. Nó có nghĩa là nó ăn lòi ra luôn rồi, bắt đầu em tới bệnh viện mổ lấy ra mà. Ừ. Có nghĩa là một làm sao biết sẽ chỉ mấy bạn biết lý do tại sao một sự chỉ tiêu mà nó không tiêu trong bụng bệnh nhân không, trong thành bụng bệnh nhân không hả? Tại do muốn chỉ nó muốn tiêu để có phản ứng của cơ thể vào cái sự chỉ đấy, đại khái là phản ứng viêm. Bây giờ sự chỉ đấy nó mô sơ nó bo trong bên rồi, cái hệ thống cái môi trường của cơ thể nó không tiếp cận được thì không tiêu được. Nhưng mà cầm chỉ này là cầm chỉ dù, cầm chỉ đen đàng hoàng mà cầm chỉ đen luôn hả? Cầm chỉ đen, cầm chỉ dù. Nó giống y là cái chỉ mà cắt ở ngoài này vậy nè. Không có đâu. Bao mấy chục năm nay rồi không ai dùng vậy dùng sợi chỉ đó đây không? Không, ngay chỗ này. Ngay cái chỗ này là cái dấu này là cái dấu mổ lấy ra nè. Bây giờ thấy đỡ đau rồi phải không? Bây giờ thấy đỡ đau rồi, nãy là đau. Mới chích buổi thuốc giảm đau đó. Ừ. Bạn biết thuốc giảm đau gì không? Này là Mobit hả? Hay là giảm co thắt? Trước cái thuốc giảm đau là tôi uống nghiệm và sẽ giảm đau non steroid hay là giảm co thắt? Mà nên nhớ là gì để giảm đau trong các ruột phải rất là thận trọng nha, chỉ được phép dùng giảm đau nha, mà giảm đau này là giảm đau nó giảm đau và giảm co thắt ấy. Giảm đau bằng giảm co thắt đối với trường hợp bát tắc ruột mãn mà không được phép dùng giảm đau những cái loại khác thì giảm đau bằng cách giảm co thắt thôi. Mà đối với trường hợp bát tắc ruột mãn tính nha. Còn nếu là bát tắc ruột mà cấp hoặc là thắt nghẹt mà anh dùng giảm đau như thế thì anh sẽ làm thay đổi triệu chứng mà sẽ khó theo dõi đấy. Khó theo dõi thì sao, đáng lẽ bệnh nhân được mổ sớm thì giờ quá ra là mổ trễ mổ muộn, cho nên là để là chỉ dùng giảm đau bằng cách giảm co thắt trong thắt ruột mà chỉ dành cho trường hợp là bán thắt ruột mãn và bắt đầu cấp cũng không được nha. Tại vì sao? Tại vì bắt đầu cấp mà anh bát tắc ruột hoặc là tắc ruột thì đấy mà anh cho thuốc giảm co thắt thì nó đờ ra, nó đờ một chỗ ruột cũng bệnh nhân còn chứa nhiều hơn, còn nguy hiểm hơn. Rồi thôi, nhìn ăn uống chiều nay bác sĩ sẽ thăm xem lại, nếu mà qua được thì thôi, nếu mà đau nhiều hơn thì có thể phải mổ gỡ cái một cái dây thắt trong đó ra. Hả? Có gì thắc mắc không? Hiểu y hai hiểu không? Hiểu thế nào là bát tắc ruột, thế nào là tắc ruột chưa? Hiểu cái ruột cao thấp mình chưa? Hiểu không? Có biết tại sao là trong bát tắc ruột là bệnh nhân ngược lại không có bí mà còn ra nhiều nữa? Hiểu cơ chế không? Rồi thôi tắc.